Hello, xin chào anh em. Mình đã quay trở lại và hôm nay mình mang cho anh em một cái tiết mục rất là hay ho. Rất nhiều các bạn băn khoăn ở cái giai đoạn này chúng ta nên chơi bầu in hay chơi bầu trend. Hôm nay ok, mình sẽ làm cụ thể cho các bạn một cái clip để so sánh sức mạnh giữa bầu trend và bầu in. Ok, hiện tại thì mình đang có một ác bầu in ở bên này, như các bạn thể nhìn thấy ở đây. Đấy, một ác bầu in sẵn ở đây rồi. Và bên này chúng ta có một ác bầu trend mình đã làm sẵn. Thì hòm trang bị của hai ác bow in và ác bow trang này thì đều giống nhau các bạn nhá, đều là bow 12 giáp 9 dinh 8, chỉ số là 61%. Con này cũng vậy đấy, mình show cho các bạn xem, không phải bảo là chỉ số không giống nhau. Ok, bây giờ mình đã có hai con chỉ số nhau thì cái đầu tiên là mình sẽ test đam quái cho các bạn xem. Đầu tiên là chúng ta sẽ đam hai con mod giống nhau, thì mình cũng đã tìm được hai con một con mod cho nó cùng chỉ số đấy rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho con bow in và con bow trang này cùng đam. Đấy, cùng búp, cùng bắn bằng kỹ năng các bạn nhé. Tại vì bow in chúng ta cũng bắn kỹ năng thôi. Nếu cần thì tí nữa mình sẽ test đam nội công, đam in sau. Về cộng bảng thì cộng giống nhau thôi. Vũ khí phá thiên, phép và băng hỏa lôi đều có. Đều giống nhau. Đều băng hỏa lôi. Vũ khí đều phá thiên. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ test đam cho các bạn xem nhá. Ok, bây giờ tôi sẽ test đam với con này. Đấy, bây giờ mình sẽ cho con bầu trang và con bui cùng đam nhé các bạn nhá. Các bạn cùng để ý xem con nào đam chết trước nhá. Ok, hai con bắt đầu đam rồi. Hai con bắt đầu đam. Chúng ta xem con nào sẽ là đam xong trước. Mình đều cho đam một con quái 109 tinh nhuệ. Ở phía bên tay phải màn hình các bạn là con bow trang các bạn nhá. Chúng ta sẽ cộng theo đường sức mạnh, còn bên trái là đường trí tuệ. Chúng ta cùng xem. Đấy, một bên bow in, bên bow trang. Theo các bạn thì bên nào đam to hơn, đam xong trước? Có thể nói thì con bow in nó đang nhỉnh hơn một chút này. Bow in có vẻ là đang đam được nhiều hơn một chút. Con bow trang thì bắn yếu hơn nhưng mà crit to hơn, bắn được 8k 9k. Còn con bow in các bạn thể nhìn thấy bắn crit chỉ 8k 6 thôi, nhưng mà bắn đấy có phát này lên tận 11k, nhưng đam thường của nó đã 10k 9 rồi. Ok, như vậy là cái con boss nó cũng đã quá nửa cây máu rồi. Chúng ta thấy bow in đam bot nhanh hơn, như vậy thì đi trên cũng sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với bow trang. Bow trang có được 6k thôi, bắn thường 6k thôi, bắn choáng 8k. Mình chờ những phát crit của nó. Về sát thương thì bow in sẽ có cho lượng sát thương ổn định hơn, đam ổn hơn rất nhiều. Chúng ta để thấy thì con bow in nó đam nhanh ấy. Đã có lẽ là đam xong trước rồi, crit nó không to thôi. Đấy, bow trang crit tận 15k cơ. Bow in crit chỉ tầm khoảng 11k thôi. Rồi ok, con bow in chắc là sẽ đam xong trước thôi. Mình thử rất nhiều lần rồi các bạn nhá. Mình thử rất nhiều lần rồi, ok, như vậy con bow in nó xong trước. Nó nhỉnh hơn một lượng đam nhỏ. Ở bây giờ thì con bow trang nó mới xong. Xong chưa? Ok, bây giờ con bow trang cũng đã kill bot xong rồi. Như vậy thì chúng ta thấy về mặt test đam mod thì bow in nhỉnh hơn, đúng không ạ? Ok, bây giờ mình sẽ bây giờ thì mình sẽ thử cho con bow in nó bắn bắn trưởng lửa và trưởng lôi các bạn nhé. Còn con bow trang thì nó sẽ vẫn sử dụng cho mình cái những kỹ năng ở bảng phá thiên, để xem con nào sẽ đam xong trước các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ cho búp hết cả lên rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Còn bow trang nó sẽ vẫn đam bằng những kỹ năng ở bảng phá thiên. Bow in sẽ được đam bằng bảng phép. Đam bảng phép rất to và đều. Bow in vẫn khả năng nhỉnh hơn các bạn nhỉ. Đam nó ổn định. Đam nó không crit nhưng mà nó ổn định, rất ổn định luôn.
Còn bô trang thì đàm vẫn thế. Còn bô trang thì chỉ trông đợi vào những phát crit thôi. Nhưng thật ra thì nó crit khá là nhiều đấy. Nhưng liệu 3 phát crit liên tiếp anh em ạ? 4 phát crit liên tiếp. 4 phát crit liên tiếp thì liệu có đuổi được đam in hay không? Ai chà chà. Đấy, chúng ta có thể thấy đam in vẫn nhỉnh hơn một chút. 4 phát crit. Liệu có ăn được không? Mười ba k năm, 10k to hơn rất nhiều so với đam ở bảng phá thiên, mà nó lại còn là đam diện rộng nữa anh em ạ. Bảng phá thiên đam crit mới được 11k, trong khi bắn quả cầu lửa thường được 12k thôi. Tuy vậy thì cái animation của bảng phép nó sẽ lâu hơn hơn bảng phá thiên một chút. Như vậy thì chúng ta có thể thấy không có crit, không có crit đến từ bảng phép. Nhưng mà các bạn thể thấy đam kìa. Mà phép nó crit lên thì cũng đau đấy. Như vậy là Bowen vẫn chiến thắng ở một hạng mục thi đấu khác, đó là hạng mục thi đấu bắn nội công với Bowcheng. Bowcheng sử dụng cho mình bảng phá thiên. Bowen vẫn mạnh hơn các bạn ạ. Cả khi sử dụng bảng phá thiên và cả khi sử dụng đam phép thì Bowen đều mạnh hơn rất nhiều. Mình sẽ cho hai con gặp nhau và test đam PVP. Ok chưa ạ? Mình sẽ cho hai con gặp nhau test đam PVP. Các bạn chờ mình chút, mình cho nó hiện tàng hình đã. Ok. Con này hiện tàng hình rồi. Con này hiện tàng hình rồi. Hai chú gặp nhau cái nào. Đâu chú kia đâu rồi? Đây bên này. Thì đầu tiên là mình sẽ để cho con Bowen này nó có mana cell. Và con Bowcheng không búp mana cell. Đấy, con Bowcheng mà búp mana cell, đây tôi búp mana cell lên thì Bowcheng mà nó búp mana cell lên thì chắc là không còn mana để mà đánh đâu. Nhưng mà tôi cứ thử búp lên cho các bạn nhá, không có bạn thắc mắc tôi búp cái mana cell yếu nhất thôi. Ok chưa ạ? Rồi bây giờ cho hai con bắn nhau này. Mình sẽ cho con Bowcheng down con Bowen trước. Xong con này down lại. Chơi. Nào, phần thắng thuộc về ai đây? 12k. Bowen đam to hơn rất nhiều ạ. Bowen đam PVP to hơn nhiều. Đam 12k, crit 11k, 14k. Đấy, con Bowcheng không đủ mana. Như vậy các bạn để thấy thì con Bowcheng chết trong tình trạng hết cả máu, hết cả mana nếu như mà bật mana cell. Ok chưa ạ? Đó, bây giờ mình sẽ cho nó hồi sinh chỗ hiện tại. Và để cho nó búp xong đã. Bây giờ mình sẽ không bật mana cell con Bowcheng nữa. Nhưng nếu có mana cell thì Bowcheng không đánh được. Cho nên là mình recommend các bạn nếu đi PVP thì đừng bật mana cell cho con Bowcheng làm gì. Đã không có mana để mà đánh đâu. Đấy, con Bowen của mình lại vừa hết mana cell. Thôi được rồi, chúng ta phải đợi một lúc rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ là con Bowen của mình đã có mana cell nhá. Còn con Bowcheng thì mình không búp mana cell cho nữa. Tại vì búp mana cell thì đấy các bạn thấy không có mana để mà đánh. Vậy chúng ta tiếp tục cho hai con PVP đứng chỉ đam nhau thôi, không dùng skill đẩy lùi. Ok, đây là con Bowcheng, mình sẽ đam Bowen. Bowen đam Bowcheng, chơi. 15k. Con Bowcheng bắn có vẻ yếu quá nhỉ. Bắn được 5k, tại vì có mana cell mà. Ăn rồi, như vậy là có mana cell thì Bowen ăn. Ok, bây giờ mình hủy mana cell đi. Mình hủy mana cell. Để cho con Bowcheng này nó búp lên, cùng bắn. Xem là nếu như không có mana cell thì con Bowen liệu có ăn được không? Theo các bạn ăn được không? Với 11k máu như thế này. Mình để bơm máu hai con như nhau nha, đều có giải độc. Ok. Đam. Ui, một crit đi luôn anh em ạ. Không có mana cell, một crit đi luôn. Một crit tầm khoảng 15k đi luôn. Con này 11k máu thôi, không kịp ngáp. Như vậy con Bowen nó sẽ rất mạnh khi mà nó có mana cell. Có thể ăn được cả con Bowcheng ở mọi tình huống con Bowcheng. Nhưng khi hết mana cell rồi thì con Bowen khá là yếu. Mình sẽ test lại một lần nữa.
để xem nếu như không crit thì liệu con Bowen có bắn kịp bắn chết con Bowen hay không. Trước khi Bowen ăn một crit thì Bowen đi luôn. Ok, đã bút xong. Mình sẽ cho Bowen bắn trước một dam. Không được các bạn ạ, crit rất nhiều. Chỉ một crit thôi là chết. Như vậy thì có một cái điểm yếu của con Bowen, đó là nó đánh khá phụ thuộc vào mana cell. Khi có mana cell thì bố đời mẹ thiên hạ. Nhưng mà khi không có mana cell thì anh yếu rớt. Mình sẽ thử lại một lần nữa nhá, phát kia vẫn là crit. Xem nó bắn tỷ lệ crit của cái cha bow này mình để nó hơi cao. Tại vì crit à cũng bình thường thôi, chí mạng 61 thôi mà. Chí mạng 61 là chí mạng bình thường, không to lắm đâu. Giáp gì mình để 61 hết. Ok, một lần nữa không có mana cell nha. Chơi. Chấp bắn trước một đam. 16k, 7k rồi, không crit. Xuống không, phát này xuống các bạn ạ, không crit cũng xuống. Đấy các bạn có thể thấy với tình huống test này thì các bạn có thể nhìn rõ được cái điểm yếu, điểm mạnh của từng cha đấy. Combo Cheng thì farm chậm hơn Bowen. Adbot chậm hơn. Nhưng mà nó không phụ thuộc vào mana cell. Còn con Bowen thì nó rất mạnh nhưng lại bị một cái là nó phụ thuộc vào mana cell rất nhiều. Rồi mình đang cho Bowen bắn. Bắn chay xem có chết Bowen Cheng hay không. Chắc chắn là chết chứ. Đam đều lắm, đam đều khá đều và ổn định. Ok, vẫn là dồn chết được các bạn ạ. Bowen đam khá to. Thì qua cái clip test này anh em có thể thấy được như thế nào. Anh em lựa chọn cho mình một cha bow để anh em chơi. Ok chưa ạ? Còn nếu như mà anh em thắc mắc về những cái điểm mạnh và điểm yếu của từng cha để so sánh ấy, thì mình sẽ làm một cái clip khác so sánh. Anh em sẽ comment xuống bên dưới cái clip này cho mình. Ví dụ như là Bowen với BoBD này, Bowen với BoBD này, đại đao với đao khiên hay cái gì đấy, thì mình cũng sẽ làm clip cho anh em. Và mình sẽ làm hẳn một cái series về cái việc mà so sánh giữa con bow này và con bow kia, cha này cha kia. Lưu ý ở bản 2 drop, bản này thì giống đến bản VTC. Nếu như chúng ta chỉ tính những tính năng này thì giống bản VTC gần như 100% các bạn nhé, không có khác nhiều đâu. Ok, cảm ơn các bạn. Thì các bạn có thắc mắc gì hãy cứ comment xuống bên dưới cho mình để mình có thể là giải đáp thắc mắc cho các bạn. Đấy, thế này chỉ có chơi bow in thôi, bow trang làm cái mẹ thì mana cell nó hồi nhanh mà.